Trong chuyên mục này tôi nói về hóa giải phong thủy, cụ thể là nhà xưởng để không nhiều năm không hoạt động được. Tất nhiên có nhiều lý do, nhưng một phần trong đó là phong thủy xấu. Đây là đoạn tôi đi về, từ chỗ khách hàng, đang đi ra cao tốc. Hôm trước, khi tôi đăng clip một khách hàng thành công, đổi đời nhờ tư vấn phong thủy, từ một mảnh đất. Sau khi tư vấn phong thủy, khách hàng mua thêm được mảnh đất bên cạnh, sắm được 2 xe ô tô, công việc hanh thông thuận lợi, sức khỏe tốt. Anh khách vui mừng đã gọi điện cảm ơn và mời tôi về thăm lại. Có một bạn làm phong thủy, có vẻ kém cạnh đã vào bảo là, đó chẳng qua là phúc đức của gia chủ. Tôi đi làm nhiều, hay gặp các thầy dân gian quen đổ lỗi kiểu này, người khác thành công họ bảo là do phúc đức, khi họ làm cho khách hàng mà có trục trặc, cũng đổ thừa do phúc đức của gia chủ. Thế nên dân mạng mới có câu, người mà hay lấy phúc đức ra nói thì sống chả ra gì. Muốn thành công, hay cải vận, đổi đời, bạn cần nỗ lực, nắm bắt thời cơ, chứ không thể dựa vào những câu nói sáo rỗng thuần túy. Làm sao để nắm thời cơ, hay vận hội, thì trong phong thủy có rất nhiều bộ môn khoa học nghiên cứu, từ phong thủy đến vận mệnh, nhất mệnh nhì vận tam phong thủy. Đầu tiên là mệnh, mệnh của bạn có hợp làm ngành này không, nếu không hợp mà cứ cố đâm đầu vào thì chắc chắn sẽ mệt, thậm chí chẳng đi tới đâu. Thế nên, nhiều người làm theo sở thích cũng hay thất bại, vì đôi khi sở thích chẳng hợp với bản thân. Rồi đến vận, còn phải xem vận mình đang lên hay đang xuống. Đang lên mà không biết chớp thời cơ thì sẽ bỏ lỡ, đang xuống mà dốc tiền bạc vào thì sẽ trắng tay. Xem mệnh, xem vận thông dụng nhất là dùng tứ trụ, tức đánh giá từng người qua năm tháng ngày giờ sinh. Sau đó là đến phong thủy, xem môi trường sống cảnh quan xung quanh. Đất xấu hay đất dữ thì sẽ gặp trục trặc là tất yếu. Thậm chí đất tốt mà bạn không hợp chưa chắc đã ở được. Hay đất có âm khí, có hài cốt, có vong phải xử lý thế nào. Có miếng đất ban đầu tốt, nhưng do để không, có người nạo thai đi qua vứt vào, tự nhiên thành đất có vong, có cốt. Đây là tình huống tôi đã gặp rất nhiều. Vì thế, thầy phong thủy sẽ tư vấn cho bạn tổng thể, từ mệnh vận đến phong thủy, giúp bạn tìm ra điểm mạnh điểm yếu của cá nhân, đại vận hiện tại, công việc ngành nghề phù hợp, hay năng lực tiềm tàng là gì. Như mảnh đất hôm nay tôi đến hóa giải, là mảnh đất xấu, phạm kiêm hướng không vong, đã qua nhiều đời chủ, phần lớn chỉ làm ăn được 1-2 năm là trục trặc cũng như phá sản. Chủ trước đây gần nhất là nhà đầu tư Hàn Quốc, đã phá sản, không trả nổi nợ ngân hàng. Miếng đất này chủ mới mua và làm thủ tục được 3 năm nay nhưng vẫn để không triển khai nổi. Muốn đất xấu thành tốt, cần hóa giải về khí, dùng giải pháp di cung mật truyền họ Nguyễn của dòng họ tôi, có thể đẩy trục khí tốt về phía cửa hiện tại. Đây là phương pháp khoa học của cung đình triều Nguyễn, tôi đã dạy cho một vài khóa phong thủy, nhưng số người hiểu và vận dụng chưa nhiều. Và hiện nay tôi cũng không truyền dạy ra ngoài nữa. Nếu bạn xem bản clip trên kênh YouTube, sẽ thấy cảnh tôi đang hướng dẫn đánh dấu để làm di cung, biến đất xấu thành đất tốt. Từ miếng đất giữ khí xấu, trở thành nơi vượng địa có thể làm ăn thuận lợi. Đây là khả năng của thầy phong thủy cao tay. Gặp thầy phong thủy dân gian trình độ kém, họ sẽ khuyên gia chủ bán cho người khác. Thế là hết chuyện, đỡ phải hóa giải hay giải thích lằng nhằng. Kiểu gặp người có bệnh thì không đưa thuốc chữa mà bảo cắt đi là xong, đau tay thì cắt bỏ tay, đau đầu chắc cắt bỏ đầu. Nên vấn đề của thầy phong thủy là phải như bác sĩ, phải biết đưa ra thuốc để cứu chữa bệnh nhân, để chữa lành miếng đất, dù đấy là khí xấu, hay có cốt có vong cũng phải xử lý được. Nên khi gặp khó khăn, dù là về vận mệnh hay công việc, bạn đều có thể tìm thầy phong thủy có đức có tâm có tầm thực sự để giúp mình. Chứ nếu chỉ đơn thuần khuyên bán đất bán nhà hay mượn tuổi, thì sẽ không giải quyết được triệt để đâu nhé. Đừng quên bấm like và nút đăng ký theo dõi rồi bấm hình quả chuông để cập nhật thông tin mới nhất bạn nhé.